Trong những ngày nghỉ lễ 2 tháng 9 vừa qua, nhiều thanh niên thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã đưa nhau xuống những vực sâu tại mũi cây ga thuộc khu vực Bãi Tiên nằm trên tuyến đường biển Phạm Văn Đồng để chơi lễ, khiến người đi đường trông thấy phải thoát tim. Ghi nhận vào trưa ngày 2 tháng 9, tại khu vực các vách núi treo leo, nhiều thanh thiếu niên đã đến khu vực này, sau đó nối đưa nhau leo xuống vực sâu thẳng đứng cao khoảng trên 200m để xuống những mỏm đá trên vên tích bên dưới. Do vách núi đầy đá nhọn, có độ nghiêng gần như thẳng đứng, các thanh niên leo trượt xuống rất khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao nếu chẳng may bị trượt chân. Cũng có rất nhiều người leo lên những bãi đá, gần đá lởm chởm để giả ngoại, câu cá giữa bụng bề là biển, vô cùng nguy hiểm. Thời gian qua, ngày càng có nhiều thanh thiếu niên thích tìm cảm giác mạnh, thường xuyên đến các vách núi, vượt sâu của mũi cây gà để leo trượt, có thể gây ra những vụ tai nạn đáng tiếc mà chưa được các cơ quan chức năng quan tâm cảnh báo.